Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cái tên Ngọc Trinh chưa bao giờ hết hot từ khi nữ người mẫu này ra mắt công chúng đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc được nhiều người biết đến trong hoàn cảnh gần đây có lẽ chính Ngọc Trinh cũng không muốn. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố nữ người mẫu về tội gây rối trật tự công cộng. Từ sự việc của Ngọc Trinh, dư luận đã thể hiện sự ủng hộ cao khi trước pháp luật, dù là người có ảnh hưởng ra sao khi đã sai phạm thì sẽ bị xử lý. Theo đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989, người mẫu Ngọc Trinh, về tội gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến vụ án, Trần Xuân Đông bị đề nghị truy tố tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo kết luận điều tra, tháng 9 năm 2023, Đông đã tổ chức cho Trinh điều khiển mô tô lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Ngọc Trinh đã thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Tất cả các hành động này đều được quay video, biên tập rồi đăng tải lên mạng xã hội. Tính đến ngày 12 tháng 10 năm 2023, các video này đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận, 9.848 lưu video, 5.787 lượt chia sẻ. Tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng, cũng đăng tải các video nêu trên, thu hút 5.9 nghìn lượt tương tác, 438 lượt bình luận, 266 lượt chia sẻ. Tài khoản fanpage Facebook Ngọc Trinh có 2.7 triệu lượt thích, 5.9 triệu người theo dõi, đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Việc làm của Ngọc Trinh gây xôn xao, bức xúc trong dư luận. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giam Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông. Quá trình điều tra, công an tạm giữ 3 mô tô không rõ nguồn gốc cùng nhiều tăng vật khác. Hai bị can đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Ngọc Trinh đã nhận thức được hành vi của bản thân và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Đồng thời, nữ người mẫu cũng cho biết mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đáng chú ý, trong những gì khai với cơ quan công an, Ngọc Trinh bày tỏ rằng bản thân ân hận khi đã thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa có bằng lái và hành vi của mình có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng cũng như gây tác hại xấu đến các bạn trẻ học tập theo. Từ đó, Ngọc Trinh hy vọng mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ luật lệ an toàn giao thông và đừng bao giờ học tập và bắt chước theo những hành vi sai trái của bản thân thời gian qua. Sự việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm giam người mẫu Ngọc Trinh được dư luận xã hội đồng tình vì cho rằng bất kể người nào vi phạm pháp luật cũng phải xử lý nghiêm. Chưa kể, Ngọc Trinh là một người mẫu được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội nhưng lại điều khiển mô tô lạng lách chạy xe với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Ngoài ra, người mẫu này còn thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải trên mạng xã hội. Những clip được dàn dựng công phu, đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội khiến đông đảo người dùng mạng chú ý, đặc biệt là những người trẻ. Về việc tạm giam Ngọc Trinh, một bạn đọc của Báo Người Lao Động bình luận: "Luật pháp là mọi công dân đều phải thượng tôn, tất cả mọi người phải sống và làm việc theo luật pháp quy định, không để cho một ai lợi dụng mạng xã hội ngồi xổm trên luật định hiện hành, xử lý nghiêm minh để làm gương cho những kẻ khác. Cô ta xứng đáng phải ngồi tù vì cô ta ngộ nhận mình là nữ hoàng." Người mẫu này thích khoe, thích nổi, thích ngông. Hành động này tác động rất xấu tới nhận thức và làm hư giới trẻ. Đề nghị luật pháp trừng trị thật nghiêm để làm gương cho nhiều người thích ngông, coi thường pháp luật. Bạn đọc Thái Bình ngao ngán: "Cứ tưởng như nhiều lần làm trò lố trước đây chỉ bị ném đá thôi, chứ lần này ăn cơm tù rồi." Nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều người theo dõi, Ngọc Trinh thường xuyên quảng cáo cho các nhãn hàng. Đồng thời trên trang cá nhân, nhiều người nhìn thấy Ngọc Trinh có cuộc sống đáng mơ ước cùng những chuyến du lịch sang chảnh. Bạn đọc Nhân ý kiến: "Có tiền cũng không nên khoe của nhiều quá, và cũng không nên chơi ngông dẫn đến chuyện nhỏ thành lớn, hao tài tổn sức. Chưa kể nhiều khi mua nhầm hàng nhái chỉ làm giàu cho gian thương." Nhiều bình luận cho rằng sự can thiệp kịp thời sẽ răn đe những hành vi trái pháp luật của những người nổi tiếng. Bạn đọc Nam Sinh nêu ý kiến: "Đúng là phải nghiêm túc như thế mới răn đe được những người gây rối trật tự công cộng, đưa ra xử công khai, phạt kịch khung và tước bằng lái xe vĩnh viễn." Đồng quan điểm, bạn đọc Hiền Dương nói: "Cho cô này hết hoanh hoang tự đắc trên mạng xã hội triệu người theo dõi, tấm gương bà Nguyễn Phương Hằng sờ sờ ra đó mà chưa học được chữ nào sao, đúng là không cái dạy nào bằng." Thời gian qua, Ngọc Trinh là cái tên gây xôn xao mạng xã hội vì liên quan đến những clip mạo hiểm tạo dáng khi lái xe mô tô. Trước hành động xem thường pháp luật,
truyền tải thông điệp xấu xí, ảnh hưởng ít nhiều đến giới trẻ. Cư dân mạng cho rằng mức phạt dành cho Ngọc Trinh còn quá nhẹ, chưa đủ răn đe. Thậm chí nhiều người cho rằng rõ ràng mức phạt hành chính đối với các lỗi vi phạm mà lực lượng chức năng đã lập biên bản với Ngọc Trinh chẳng thấm vào đâu, bởi người vi phạm này vẫn còn rất ngông. Tất nhiên đây là thái độ của nữ người mẫu trước khi bị khởi tố bắt tạm giam vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Động thái này của Ngọc Trinh được thể hiện trước ồn ào cô bị phạt hành chính hơn 17 triệu đồng cho các hành vi điều khiển xe mô tô trên 175cm khối mà không có bằng lái, điều khiển phương tiện che lấp biển số, không có giấy đăng ký xe. Điều đáng nói, Ngọc Trinh vẫn đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh ngồi cạnh chiếc mô tô với chú thích: "Chờ tôi nhé, một tháng thôi, nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với mô tô nhé." Nhiều ý kiến cho rằng sự bất chấp của Ngọc Trinh là cố tình bởi cô muốn mượn ồn ào lái mô tô để đánh bóng tên tuổi. Trước ý kiến của cư dân mạng, Ngọc Trinh cũng lên tiếng, cô phủ nhận nghi vấn của cư dân mạng đánh bóng tên tuổi hả, vậy là bóng giữ chưa? Cùng với phủ nhận của mình là hình ảnh bị thương sau khi diễn xiếc trên mô tô vừa qua. Dưới bài đăng trò chuyện với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Ngọc Trinh bày tỏ, đạo diễn thấy tên tuổi của em bóng hơn chút nào chưa? Bên cạnh đó, không ít bình luận của fan tràn vào hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ngọc Trinh sau khi cô bị ngã. Được biết sau màn diễn xiếc trên mô tô, Ngọc Trinh bị khâu bao mũi, chảy ở tay và chân. Trước đó, Á hậu Minh Phương, quản lý của Ngọc Trinh, cũng cho biết nữ người mẫu thừa nhận vi phạm luật giao thông, chấp nhận đóng phạt theo quy định. Do đang bị thương sau vụ tai nạn ngã xe nên Ngọc Trinh không thể trực tiếp giải quyết vụ việc, phải ủy quyền cho người khác. Theo người quản lý, Ngọc Trinh sẽ tạm ngưng tập mô tô một thời gian, đợi sức khỏe hồi phục sau vụ tai nạn. Nếu còn tiếp tục tập lái mô tô, chắc chắn Ngọc Trinh sẽ tìm những địa điểm được cấp phép tập luyện để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, đồng thời không vi phạm luật giao thông đường bộ. Á hậu Minh Phương cho biết. Động thái của Ngọc Trinh trước khi bị bắt trên trang cá nhân thu hút sự chú ý. Cụ thể, cô đăng tải bức hình xác nhận thông tin xử phạt cùng dòng trạng thái không thể chính xác hơn. Ngoài ra, Ngọc Trinh còn tiếp tục đăng tải bức hình và đoạn video thực hiện động tác diễn xiếc. Không dừng lại ở đó, cô cập nhật bức tranh vẽ có kiểu tạo dáng của mình trên mạng xã hội. Cô khen ngợi bức tranh rất dễ thương, dù biết là châm biếm, xúc phạm. Tuy nhiên, Ngọc Trinh không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, song cũng khiến cư dân mạng thấy bất bình. Nhiều người chỉ trích cô gay gắt, cho rằng thái độ của Ngọc Trinh vẫn dửng dưng, thậm chí có phần thách thức, chưa nhận ra lỗi sai nghiêm trọng của mình. Với màn lái mô tô phân khối lớn trong tình trạng không có bằng lái, cơ quan chức năng TP.HCM đánh giá Ngọc Trinh là người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, có những hình ảnh vi phạm pháp luật, thách thức dư luận cũng như lực lượng chức năng, sẽ tạo ra những hệ lụy rất lớn cho xã hội, làm xấu đi hình ảnh của những người làm nghệ thuật chân chính. Do vậy, việc xử lý nghiêm là để những người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ không cổ súy bắt chước làm theo những hành vi sai trái đó. Hiện Ngọc Trinh đang bị lên án chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên trước đó, nhiều người cho rằng mức phạt hành chính đối với các lỗi vi phạm mà lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với Ngọc Trinh chẳng thấm vào đâu, bởi người vi phạm này vẫn còn rất ngông. Một người chỉ ra rằng, sau sự việc ồn ào, người mẫu này vẫn đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh ngồi cạnh chiếc mô tô với chú thích: "Chờ tôi nhé, một tháng thôi, nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với mô tô nhé." Cũng theo nhiều ý kiến, sự bất chấp của Ngọc Trinh là sự cố chấp, bởi người đẹp gốc Trà Vinh mượn ồn ào lái mô tô để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, trước khi bị công an TP.HCM khởi tố bắt tạm giam vào chiều ngày 19 tháng 10, trên trang cá nhân, nữ hoàng nội y phủ nhận nghi vấn này. Cụ thể, cô đăng tải hình ảnh bị chấn thương và viết: "Đánh bóng tên tuổi hả? Vậy là bóng giữ chưa?" Luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình TP.HCM cho biết, có thể cơ quan chức năng cho rằng hành vi của người mẫu Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chưa kể Ngọc Trinh có lượng người theo dõi trên mạng xã hội lớn nên ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người. Khi bị phạt hành chính, yêu cầu gỡ các clip Ngọc Trinh không gỡ, nên có thể là lý do cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hành vi của Ngọc Trinh là sai, nhưng luật sư Hùng cho rằng có thể người này nhận thức chưa đầy đủ về mặt pháp luật, một phần xem mình là người của công chúng, nhiều khi bị bệnh sao, nên cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới những hành vi vi phạm. Luật sư Trần Minh Hùng cho biết thêm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!